em chào anh chị. Em xin được phỏng vấn anh chị một vài câu hỏi về món cháo ếch này được không ạ? Dạ. Để em hỏi chị trước đi. Dạ, chị lần thứ mấy mình ăn cháo ếch rồi chị? Nếu như mà chấm cháo ếch đó, chị sẽ chấm trên thang điểm bao nhiêu so với lại các loại cháo khác? Dạ, nếu em chấm thì phải là 10 điểm. 10 điểm? Dạ. Hiện tại em đang giới thiệu anh là một khách mới cho quán mình ấy. Thì sau khi mà ăn cháo ếch xong thì anh cảm thấy là mình thích không anh? Anh rất là thích cái nước chấm của nó có một cái sệt sệt. Đấy. Và cái sệt sệt đó nó rất là ngon.